không giỡn nha nè, không giỡn nha, không giỡn nha nè, không giỡn nha nè, ăn không? Con Hà này giỡn nhai thiệt chứ, nói xung rồi. Nè ăn không? Ăn không? Ăn không? Giỡn nhai lắm, giỡn nhai lắm. Ăn không? Nè. Về. Không giỡn á. Mắm nè giỡn nhai lắm. Mất cửa tay luôn nè. Thôi mất cửa rồi. Ăn không? Thấy hình như thấy tiêu lạ hay gì. Đấy. Ủa con Na đó. Con Na hả? Ừ. Mắm Na này. Sao nó cắn nhỏ vậy? Ai bị bỏ vô chuồng nó làm chi? Trời ơi. Lỗ tai người ta bên đây như vậy nè. Tội nghiệp bạn Nhiếm quá các bạn ơi. Em nhớ mất lỗ tai luôn. Bạn Na cắn đứt lỗ tai bạn Nhiếm luôn. Trời ơi bạn Na. Con Na này. Nó quậy lắm. Na hay quá Na ha. Cái thằng Na quậy. Nè. Ăn không? Đi quậy nữa, con quậy quá, sao con cắn bạn Nhiếm đứt lỗ tai được vậy? Con muốn bạn lỗ tai bạn Nhiếm giống như lỗ tai của con vậy đó hả? Trời đất ơi. Không ngờ con vậy luôn quý nghe nè. Con suy nghĩ như một con điên vậy đó. Đầu năm mấy con thú nhà tôi nó cũng vui quá hay sao á. Con Na thì đi chạy dí người quậy, còn bé Két á thì hả đi quậy phá vô chuồng bồ câu chơi, thả bồ câu ra luôn xong rồi chạy quậy ngoài đây rồi lấy đồ ăn của người ta ăn. Bó tay cái mấy đứa này thiệt chứ, quậy giả man thiệt. Còn bé Nhiếm thì bị bé Na giỡn sao cắn rớt lỗ tai. Trời ơi mấy con này nó giỡn. Đó. Con Két sung sướng nó cứ chạy ra chạy vô leo lên cành cây rồi nó phá nó báo. Con nói là nó vặt cây vặt lá kìa. Quậy ghê chưa. Quậy quá. Cá ơi quậy quá con. Còn con gì nữa đây? Cá thả bồ câu ra rồi hả? Bồ câu đứng nó chơi luôn hả con? Bé bồ câu này là sáng bị nhà hàng bắt làm thịt nè, lúc còn nhỏ nè. Và bây giờ nó đã bự luôn rồi. Mới có một tuần. Còn cá thì cứ leo lên cành cây, leo xuống cành cây quậy. Còn Na đang dí mọi người trong nhà. Tết nó vui quá làm sao, tụi nó náo loạn hết à. Cát gì đó. Ui đâu vậy? Đóng cửa lại đi. Quậy đi. Cái thằng quậy đi. Không có được quậy nữa nghe Na, đi chơi gì chơi chơi ngoài đây thôi con. Quậy quá trời quá đất à. Đi kiếm bạn dúi đi, bạn dúi đâu rồi. Quậy quá ai cũng trốn hết trơn á.
đây ăn chơi đi nha. Ma tự kỷ, tự chơi một mình xong tự phơi nắng luôn, tự quậy luôn. Còn con ăn ớt đã không con? Con ăn muốn hết cây ớt luôn hả? Ờ, chơi đi nha. Ôi, quậy với ta vết tích, đứa nào cũng quậy hết. Đứa nào cũng quậy hết, có bạn nhím mà, hiền. Sóc Bắc Mỹ đang tận hưởng cuộc sống. À, cái gì chơi đây? Quậy 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 quậy.